Thưa quý vị, hôm qua Sở Công Thương tỉnh An Giang có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Thoại Sơn về công tác đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình dịch COVID-19. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Thoại Sơn đang sản xuất theo phương án 3 tại chỗ kết hợp 4 xanh. Ngoài ra công ty còn cam kết thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch đối với lực lượng lao động như thực hiện test nhanh kháng nguyên hàng tuần, không tiếp xúc với lực lượng sản xuất 3 tại chỗ trong phạm vi khu vực sản xuất, không đi đến bất kỳ địa điểm nào khác ngoài vị trí làm việc, di chuyển theo một cung đường, thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K và các khuyến cáo phòng chống dịch theo quy định. Qua công tác kiểm tra nắm tình hình, đoàn công tác đánh giá, việc phòng chống dịch COVID-19 tại công ty luôn được lãnh đạo người lao động hết sức quan tâm, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như tại cổng ra vào trụ sở công ty sản xuất đều có cảnh báo về phòng dịch, trang bị bình nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, người lao động đều đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách quy định trong khi làm việc. Công ty đã ký cam kết về thực hiện công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của cấp trên.